Trước đó, trong lúc chuẩn bị lễ cúng tại miếu Bà Chúa Xứ ở huyện Trần Văn Thời, thì ông Lý Hiệp Tài phát hiện sợi dây chuyền vàng 18K, khoảng 1,4 lượng, đeo trên tượng bà bị mất. Qua trình báo của ông Tài, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Vũ đang cất giấu số vàng trên, nên mời đối tượng về trụ sở làm việc. Theo lời của một số người dân địa phương, số vàng trên là của chủ ghe biển đem đến cúng tại miếu Bà Chúa Xứ, còn Vũ là thầy cúng, thường được thuê để thực hiện các nghi thức lễ tại miếu bà.